Xin cảm ơn quý vị đã đón xem phần tiếp nối của chương trình Việt Nam Divido. Để theo dõi những phần phân tích và nhận định của bình luận gia Đại Dương qua chủ đề Tiến sĩ giấy tràn ngập Việt Nam. Vâng, thưa ông, thưa quý vị, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tiến hành cải cách giáo dục từ năm 1976. Nhưng nền giáo dục thường xảy ra các cuộc khủng hoảng, nền vẫn tụt hậu so với mức bình quân trên thế giới. Vâng, thưa ông, tại sao vậy, thưa ông? Thưa cô Vận Lý và thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng rằng các cuộc khủng hoảng về giáo dục rõ ràng là nó xuất phát từ cái triết lý giáo dục bị ràng buộc với cái chủ nghĩa Mác Lê. Chủ nghĩa Mác Lê là không có cho ai có ý kiến gì khác ngoài cái đường lối mà Mác Lê đã vạch ra. Như vậy, trên đương nhiên chúng ta thấy rõ ràng rằng cái yếu tố sáng kiến đã ngăn chặn mọi cái cải cách đều nằm trong cái khuôn mẫu lỗi thời. Tại sao chúng ta nói như vậy? Rõ ràng cho tới giờ phút này thì không ai có thể chối cãi được là chủ nghĩa Mác Lênin đã lỗi thời. Không, nhân loại không còn ai muốn nhìn nhận tới, học hỏi tới hoặc là nghiên cứu tới vấn đề đó. Nó đã trở nên một cái lịch sử sang trang rồi. Nhưng mà Việt Nam cứ dùng cái triết lý của gọi là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, cho nên không bao giờ có thể vượt qua được. Một, không bao giờ có thể giúp cho người ta sáng tạo được một cái gì khác hơn mà thay thế một cái khuôn mẫu gọi đã quá cũ kỹ rồi. Bây giờ, cái tiếp thì chúng ta nhìn nhận cái kết quả giáo dục như thế nào. Chúng ta thấy rõ ràng rằng cái nền giáo dục Việt Nam được thổi phồng rất là nhiều và được đặt kỳ vọng rất là nhiều. Nhưng mà sau nhiều năm thì điều đó hoàn toàn không xảy ra. Nếu chúng ta xem xét thực tế là về tài liệu nghiên cứu khoa học chẳng hạn, trong giai đoạn 2009 đến 2013, thì chúng ta thấy mỗi năm Singapore đã có đi 47.000 cái tài liệu nghiên cứu về khoa học, so với 33.000 của Mã Lai Á, 27.000 của Thái Lan và 7.000 của Việt Nam. Còn về phần bằng phát minh thì Singapore có 840, Mã Lai Á có 210, Thái Lan có 36, Việt Nam chỉ có 2. Đây là bằng sáng chế được đăng bộ ở tại Hoa Kỳ, bởi vì thế giới bây giờ thừa nhận rằng cái bằng sáng chế mà được đăng bộ tại Hoa Kỳ là một cái bằng có giá trị nhất. Như vậy rõ ràng, chúng ta nhìn kết quả chúng ta thấy rõ ràng là Việt Nam không thể nào có một nền giáo dục cải cách được và luôn luôn bị ngăn chặn, thưa cô. Vâng, thưa ông, thì gần đây tại phiên họp vào ngày 25 tháng 2 của Hội đồng Quốc gia về Giáo dục và Phát triển Nhân lực giai đoạn 2011-2015, thì Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận có nhận xét rằng những người có bằng giả hay bằng thật nhưng phẩm chất giả chỉ có thể chui vào hệ thống công chức nhà nước. Vâng, thưa ông, thế là thế nào, thưa ông? Điều này rất dễ hiểu, bởi vì bây giờ thì ông Bộ trưởng Giáo dục mới nói, chứ còn dân chúng thì người ta biết lâu rồi. Người ta biết là bởi vì chính bản thân người ta đã làm điều đó. Có nghĩa là người ta muốn chui vào cái guồng máy hành chánh thì đã làm những cái gì, phải cần làm những cái gì để chui vào được. Cho nên cái quy định của guồng máy hành chánh á, nó nói là miễn có bằng đại học. Và như vậy hãy mà anh có bằng đại học là nhất định anh có điều kiện để vào cái bộ máy hành chánh. Rồi thí dụ năm 2013 chẳng hạn, có 100.000 sinh viên ra trường bị thất nghiệp. Nhưng mà cái bằng tại chức vẫn đầy rẫy trong các cơ quan. Có nghĩa là người ta vẫn sử dụng cái bằng tại chức, mà người ta tại chức thì người ta hay nói một câu như thế này ở Việt Nam, nói rằng dốt như chuyên tu và ngu như tài chức. Nghĩa là những người này không có học cái gì cả, không có biết cái gì, nhưng mà luôn luôn có bằng. Người ta gọi đó là cái bằng thật mà học giả. Trong 4 năm 2001, từ năm 2001 đã phát hiện một vạn bằng giả thật và bằng giả rỗm. Người ta giải thích bằng giả thật tức là bằng giả mà được đóng con dấu bằng cái củ khoai lang, nghĩa là khắc cái con dấu giả để đóng vào. Đó là bằng giả thật. Còn cái bằng giả rỗm tức là bằng giả mà cái thật nhưng mà cái học
là không có gì cả, học học không có học mà vẫn có bằng, người ta gọi đó là bằng giá rỡm. Tại sao vấn đề đó không được giải quyết? Bởi vì tại Việt Nam hiện nay thì hồng hơn chuyên, luôn luôn là như vậy. Cho nên người ta mới có cái câu nói rằng nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ. Nghĩa là trí tuệ được xếp hàng thứ tư sau cái việc xem xét, sau cái mực xem xét để ai được là coi là viên chức, ai được coi là người có giá trị chẳng hạn. Như vậy thì Việt Nam không cần chuyên môn. Ai mà thuộc nghị quyết giỏi là có thể trèo cao. Cho nên Việt Nam mới có một cái điều khi mà ra lệnh rằng kiểm soát tất cả các cái bằng cấp giả hay thật á, thì Việt Nam lại đưa ra một điều là các bằng giống phải điều chỉnh. Nghĩa là ra lệnh cho người ta thì người ta điều chỉnh thì quá dễ dàng. Bây giờ bằng giả người ta thì nói rằng bằng thật, thì cái đó tự nhiên cấp cái bằng khác chẳng hạn. Thì cuối cùng là không giải quyết được vấn đề gì cả, thưa cô. Vâng, thưa ông, thưa quý vị, như đã thưa trên, việc chống tiến sĩ giấy đã được phát động từ 10 năm trước, mà nay ngay cả các học vị cao như giáo sư, phó giáo sư vẫn xài bằng giả. Vâng, thưa ông, vì sao chuyện chống bằng dẫm chưa thành công, thưa ông? Thứ nhất thì người ta cho rằng cái bằng giả là do dân chúng làm ra, nhưng mà thưa quý vị, không phải. Đó là Bộ Giáo dục đã sản xuất nhiều tiến sĩ giấy nhất. Tại sao? Tại vì Bộ Giáo dục cho phép mở các cái trường đào tạo cấp thạc sĩ, tiến sĩ, mà Bộ cũng biết rằng những giảng viên đó là chưa đủ điều kiện. Chưa đủ điều kiện để mà tổ chức, để mà giảng dạy một cái chương trình tiến sĩ. Chưa đến nói là chưa chắc là các cái vị tiến sĩ đang làm giảng viên đó có bằng thật hay không, hay là bằng giả. Và cuối cùng như vậy thì cứ thế mà cho mở rất nhiều lớp, nhiều trường để đào tạo tiến sĩ, đào tạo thạc sĩ. Như thế cho nên Bộ Giáo dục cần phải coi lại cái chính sách của họ và cần phải siết chặt cái cách kiểm soát như thế nào. Nhưng mà thưa quý vị, điều đó rất là khó. Bởi vì cái nhóm lợi ích như chúng ta nói vừa rồi chẳng hạn là trong có một vạn người đã có bằng giỏm ở trong cái chính quyền. Thì như vậy một vạn người đó bữa nay nó bao nhiêu? Nó có thể 10 vạn người hay là hơn. Như thế, cái nhóm đó nó gọi là nhóm lợi ích, có bằng rỡm. Có những người cùng trong nhóm nó hợp lại nhau, họ đã nắm những cái chức vụ quan trọng để làm chính sách. Do đó cho nên họ tiếp tục làm tác động và không có cách gì để mà trừ được. Khi mà Bộ Giáo dục chưa thừa nhận rằng mình chính là có trách nhiệm nhất đối với vấn đề đó. Cũng như một cái thí dụ chúng ta vừa thấy là 40 học viên của Trung tâm Giáo dục Thường trực ở Thanh Hóa đã đóng tiền để vượt qua kỳ thi cao học quản lý kinh tế. Nghĩa là muốn vào cao học quản lý kinh tế thì cũng qua một kỳ thi. Bây giờ họ lo lót tiền để thông qua được. Nhưng mà khi họ thi rớt thì họ đem họ tố cáo. Và như vậy mới lộ ra cái chuyện này. Một cái luận án phó tiến sĩ khoa học toán lý hóa của hiệu phó Nguyễn Cảnh Lương thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1996 bị tố cáo là sao chép từ luận án của phó tiến sĩ Đặng Văn Khải năm 1986. Như vậy thì rõ ràng là bộ cái hội đồng duyệt xét này họ không có duyệt xét gì, bởi vì họ không có thời giờ đọc kỹ luận án và họ cũng không có muốn làm cái việc đó. Do đó cho nên mới có trường hợp xảy ra là các cái luận án đưa ra không được đọc kỹ thì chỉ việc thông qua một cách nhanh chóng mà thôi. Ví dụ bằng cấp ở nước ngoài, về bằng cấp nước ngoài, tiến sĩ ở Nga thì do duy nhất Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga cấp. Còn cái bằng do Liên minh các viện hàn lâm quốc tế của Nga không có giá trị. Nhưng mà như vậy rất nhiều các cái bằng cấp tiến sĩ của người Việt Nam là do cái viện hàn lâm quốc tế này cấp. Và như vậy đã xác nhận rằng có một sự móc nối giữa các cái vị tiến sĩ đó và cũng như là giữa cái tòa đại sứ của Cộng sản tại Moscow
để đưa ra nói rằng hai cái bằng đó tương đương, nhưng mà thực tế những cái hai cái bằng đó không hề có giá trị tương đương mà nó là khác biệt hẳn ngoài. Một số các đại học ở Mỹ và viện ở Mỹ chẳng hạn, thì khi chỉ cần ghi danh đóng tiền thì được cấp bằng. Điều đó nó rất nhiều ở tại Việt Nam, vì cái bằng ở các nước khác người ta phân biệt một cách rõ ràng, nhưng mà tại Việt Nam thì hãy có bằng ở Mỹ là coi như được, thưa cô. Vâng, thưa ông, qua những điều thưa trên, thưa ông, vì sao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thể diệt được quốc nạn tiến sĩ giấy, thưa ông? Điều này nó kéo dài từ một cái từ nguyên công cái nền kinh tế. Chúng ta thấy rằng sự đánh giá năng lực thiếu chính xác từ bậc tiểu học cho tới bậc hậu đại học. Và người Việt Nam thì có cái tâm lý dựa vào bằng cấp hơn là thực tài, như chúng ta vừa nói trên. Nghĩa là muốn vào ở đâu thì phải chìa cái bằng ra. Và người ta chỉ tin vào cái bằng chứ không tin vào thực tài. Vì thế cho nên tại sao có bao nhiêu tiến sĩ, con có 4.000 tiến sĩ, trên 34.000 tiến sĩ trên đất nước Việt Nam mà lại không có chế được, không có sáng chế được bất cứ một cái gì. Người ta lấy thí dụ vào mới đây chẳng hạn, ở Campuchia người ta đã tự sản xuất ra ô tô bằng điện, nhưng mà Việt Nam thì chưa nhúc nhích được, chưa thấy làm được cái gì hết, chỉ có đi mua đem về bán để lấy lời có thế thôi. Và như vậy người ta còn nói thêm là có một số các nông dân họ tự chế ra các cái thuốc trừ sâu mà là không có chất độc, nghĩa là gọi là thuốc trừ sâu sinh học, nó không có tác hại gì cả, chỉ dùng các cái loại cây rau rễ trái gì đó họ làm ra mà họ vẫn trừ được sâu. Như vậy thì hỏi rằng tất cả những cái tiến sĩ khoa học nằm ở đâu, làm việc gì? Do đó chúng ta thấy rõ ràng là họ không trọng bằng cấp hơn thực tài. Bây giờ Đảng Cộng sản thì đúng ra mặc áo giấy. Tại sao? Họ hô hào dân chủ nhưng mà cai trị độc tài. Họ ưa sao chép hơn tìm tòi. Có ai tìm tòi cái gì để mà vượt qua được cái mắc lê không? Không. Nhưng mà họ sao chép rất đúng, từng dấu phẩy một. Như vậy thì họ duy trì cái độc tôn nên cần tay sai hơn là đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phân tích và nhận định của bình luận gia Đại Dương qua chủ đề Tín sĩ giấy tràn ngập Việt Nam, cũng đã kết thúc chương trình Việt Nam Đi Về Đâu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi trân trọng kính chào.